Các bạn nên dùng cái lá thông để nón ổ cho chim. Đây là những con chim mà mới hôm nay xuống ổ thì mình sẽ cho ra đây. Nó cũng chưa biết há mồm và mình đã đánh dấu chân, dấu chân đỏ. Ok, đây đánh dấu. Ok, đeo khuyên. Chúng sẽ tụng vào nhau. Ok. Đó, các bạn huấn luyện thành những cái âm thanh quen thuộc bằng cái vít sáo như thế này. Và các bạn có thể thấy là gì? Chúng đã nhao nhao để chúng gì? Chúng tớp. Đó, đây này, đây. Cái lúc này là lúc cái tư thế của người bón rất khéo ở chỗ này, nó giống như nó lúc vào và gì lúc là mồm mẹ của nó. Đó, đây đó, há mồm đó. Đó, nó há mồm nó phần thậm chí các bạn để ra đây. Mỗi một sáng các bạn cho ra tập thể dục như này thì nó sẽ gì? Nó sẽ đi. Cơ sở chim giống của bên mình là Vũ Văn Thao, địa chỉ thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn yên tâm là mua chim giống của bên mình đây thì rất là chất lượng. Và những con chim này mình đã bón hộ các bạn để cho nó quen cám và nó đã có những cái phản ứng là theo người như thế này. Các bạn cứ giơ tay ra như thế này thì những con chim nó sẽ gì? Nó sẽ lúc vào những cái kẽ tay. Và đó là gì? Đó là cái tư thế mà nó giống như nó lúc vào mồm mẹ của nó. Thì chứng tỏ là các bạn đã làm được cái việc thay mẹ nó hoàn toàn. Nên bạn đừng có mà vành mồm hay là các bạn đừng có mà làm cho nó đau, nó sặc. Một trong những cái yếu tố mà làm cho con chim non mà các bạn bón không thành công ấy, thứ nhất là thiếu nhiệt. Các bạn một hai con nó sẽ không ấm áp. Thứ hai là gì? Các bạn bón nó sẽ gì? Phải vành mồm hoặc là đau mồm hoặc là vỡ diều, nó rách cổ. Các bạn phải làm cho con chim nó có cảm hứng ăn uống và nó nhao lên, nó đưa miệng vào cái kẽ tay của mình như thế này. Đó, kẽ tay đó, đây này, con này há mồm đấy. Những cái lúc như này bạn đưa xin anh vào này, đó. Đó, mình sẽ minh họa. Ok. Như loại này là mới xuống ổ nó chưa nhau được đó. Nhưng loại này xuống ổ được 3 ngày hôm nay đã biết theo người rồi. Bên mình sẽ giao hàng từ các bến Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát,
nước ngầm. Các bạn ở trung tâm thành phố Hà Nội hoặc các bạn gần Hà Nội, Ba Vì thì mình sẽ cho xe máy giao tận tay. Nhưng các bạn ở các tỉnh miền Trung và xa hơn nữa thì mình sẽ tìm xe và gửi cho các bạn. Hoặc là gì? Hoặc là các bạn tìm một cái xe nào lên đến trung tâm thành phố Hà Nội và gửi tiền cho họ thì bên mình sẽ gì? Cho mình số điện thoại, bên mình sẽ gọi cho họ và sẽ gửi đúng hàng yêu cầu cho các bạn. Đây là những con chim rất là khỏe. Các bạn có thể thấy là đây là những con chim rất là đảm bảo. Đây là những con chim giống rất là đảm bảo. Tầm này các bạn về các bạn bón rất là hợp lý. Nó đã biết theo người và đã quen bón cám được bao hôm nay rồi. Đó, đây, nó đứng lên cầu rồi. Rất là khỏe mạnh. Đây là những con chim đảm bảo, giống tiêu chuẩn. Đó. Đó. Buổi sáng các bạn nên cho nó nhau nhau như thế này để nó tập thể dục và nó sẽ khởi động tất cả các khớp gối chân móng, thì nó sẽ tạo thành một cái tập thể dục rất là tốt. Đây mình sẽ quay. Đó, đó, như vậy là con chim này bón rất là đơn giản. Muốn con này thì cho nó quay đầu như thế này. Đó, 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 đó. Nó sẽ nắp ngáp và các bạn tìm một tư thế là há mồm, các bạn kẹp vào tay vào. Đó, con chim này bán rất là đơn giản. Đấy. Cái tư thế này là các bạn thấy là gì, nó nhao đầu lên thì nó sẽ gì, nó sẽ vươn cổ lên thì cám rất là dễ xuống. Đó. Con này quay đầu. Con nào ăn vườn cho vào đây. Con nào ăn vườn cho vào ngoài. Con nào chưa ăn cho vào đây. Chưa ăn cho vào đây. Chưa ăn vào đây. Thank you.
Các bạn nên nhớ là cái ngón tay các bạn nào có tư thế này thì nửa nửa nó vào, xong rồi nó nằm ở cái tư thế con chim há mồm là các bạn kẹp vào thì là nó sẽ giữ nguyên cái trạng thái há mồm, là các bạn đưa cái đầu xin này vào, bạn tập thành một thói quen đi. Ok, đây em này rất là em út đây mình đã. Đó các bạn đã thấy là gì, đây là cái tư thế, đây là cái tư thế này, đó đây là cái tư thế này. Đó. Đó, em nó sẽ há mồm đúng không ạ? Và nó gì nó sẽ ngao nhau đó. Đó. Thì đây là cái cách mà bón chim non của cơ sở chim giống Vũ Văn Thao thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Mình giao hàng toàn quốc. Các bạn yên tâm là mua giống của bên mình sẽ chuyển giao tất cả những cái kinh nghiệm như cái kỹ thuật từ việc ghép chim đến việc chọn chim đến việc chim giống. Ok, một em, hai em, ba em, bốn em, còn năm em, còn một em này chưa được tí nào, mình sẽ nó. Ok, cố lên em. Rồi đó, đấy, như em này là như cũng như vậy thôi, mình cứ lừa lừa kẹp như thế này thì con chim nó sẽ gì, nó sẽ tưởng là miệng của mẹ nó và nó sẽ đúc vào và các bạn tìm thấy một cái tư thế đó. Đó, đó. Đó. Đấy. Đó, tự tìm thấy một tư thế thì nó sẽ há mồm ra như thế này đó. Đây đây là cái lúc nó há mồm này, các bạn đưa cái xin anh vào đó đó đó. Nên mình hướng dẫn rất là cụ thể đúng không ạ? Thì các bạn nên nhớ là các bạn không nên bón no quá hoặc là bón lạnh quá, bởi vì lạnh nó sẽ đi ỉa chim. Đó, các bạn nên pha nước ấm. Chim non thì con nào nó chả há mồm, vấn đề là con nào nó diều nó chưa đầy thì mình mới ok thôi ạ. Đến đây là mình xin phép được cho nó sang bên này. Những con bên này thì hai con bên này đó, thì những con bên này thì nó đã quen rồi thì mình để như vậy. Còn bây giờ những con bên này thì nó mới thì mình sẽ gì, mình sẽ cho sang bên này, nhưng mà mình đã đánh dấu hết rồi, cặp nào đi cặp đấy rồi, nên là các bạn yên tâm là ví dụ như như này là mình đã đánh dấu cái phần cắt cánh đây rồi đó. Nó cái con này với con này là mình đã đánh dấu cái phần cắt cánh rồi đó, thì hai con này, con này con này thì một đôi. Nhưng còn con này là đánh khuyên nhau bằng cái màu đỏ đây rồi đó. Rồi ở đây con này thì cũng đeo khuyên màu đỏ rồi. Ok, rồi vào đây em này thì đeo khuyên màu xanh, xanh là cây. Ok, em này thì đeo khuyên màu gì, em này đeo khuyên đây, đeo khuyên màu xanh ở cây đó, thì cho sang bên đây đó. Thì những cái lúc như thế này này, các bạn thấy không, nó ăn no rồi, nó ăn no rồi thì nó sẽ gì, tự sưởi ấm cho nhau và nó nằm sát vào nhau túm tụm như thế này. Thì ưu điểm của cái phương pháp này là chúng sẽ nhao theo bầy đàn, và những con như thế này là những con chưa thuần thì bữa sau nữa nó sẽ theo, nó sẽ thuần. Thế ra các bạn
lấy chim bón thì các bạn cố gắng nên lấy đấy khoảng 2 đôi đến 3, 2 đôi 3 đôi. Một đôi thì các bạn phải nuôi khéo, các bạn cho vào cái ấm ủ hoặc là các bạn sưởi. Đó. Thì bên mình sẽ giao hàng toàn quốc. Các bạn yên tâm, cứ yên tâm là mua giống của bên mình sẽ rất được nhiều ưu đãi. Mình sẽ hướng dẫn cụ thể và gửi cho bạn những cái bộ bón cũng như là cái lượng cám nhất định. Thế thì các bạn thấy không, nó trèo cả lên nhau kệ nó. Nhưng mà những cái lúc như thế này thì các bạn phải để những cái con chim nó cùng trà cùng nứa, chúng sẽ gì, chúng sẽ con nó sẽ không dẫm lên nhau. Và nếu có dẫm thì nó gì, nó cùng trà cùng nứa thì nó sẽ không làm tổn thương. Và các bạn nên để 2-3 vài cái sọt như này thì 1-2 ngày các bạn đây phân của nó đây, các bạn vệ sinh đi và các bạn chuyển sang bên kia là các bạn cho vào như thế này. Các bạn cho ăn buổi sáng xong thì các bạn cho vào trong này, các bạn sưởi. Hôm nay trời nó hơi ỉm rồi thì mình sẽ sưởi. Ok. Đó. Các bạn nên có một cái đèn sưởi như thế này. Đó. Đó. Thì đây là chúng sẽ rất ấm áp đúng không? Con nọ sẽ con kia mà chúng cứ lúc nhúc như này thôi. Hy vọng rằng các bạn sẽ sớm gọi điện cho tổng đài của vườn sinh cô gái Vũ Văn Thao thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0163 5305 982. YouTube là chim cô gái hay và Facebook cũng là chim cô gái hay. Ở bên mình sẽ giao hàng và sẽ giữ chọn lựa uy tín niềm tin với tất cả quý vị các bạn bà con trên khắp mọi miền tổ quốc. Một lần nữa hẹn các bạn lại những video tiếp theo. Những cái video này là mình cố gắng mình hướng dẫn chi tiết hơn để cho anh em bà con mặc dù không mua của bên mình hoặc là bắt được ở ngoài thiên nhiên hoặc là nuôi được thì cũng sẽ có cái kinh nghiệm, có cái cách để mà gì nuôi vực một đôi chim non của mình làm sao an toàn nhất, hiệu quả nhất. Xin hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.